đã một mình đấy. Uống như này. Ăn nhanh thì còn lên làm mà. Ăn ít thế này thì làm sao mà làm việc được. Ăn uống đầy đủ sức khỏe vào chứ. Bây giờ là gầy lắm rồi đấy. Thôi được rồi. À, xem nào. Để tôi gọi vài món cho bà ăn nhá. Ăn vừa đủ nhiều vào gầy quá. Ở đây có tim mề, canh măng này, chân ngan này, là ngan luộc. Ăn ngan luộc nhá. Em ơi, cho chị nửa con ngan luộc, một bát canh măng với cả một bát miếng trộn nhá. Ăn đi, ăn đi là. Dạo này tôi thấy bà gầy lắm rồi đấy. Thanh này, thì là tí nữa tôi đi có chút việc ấy, thì bà có tiền đấy không? Tầm mấy triệu thôi. Có chứ. Bà cần bây giờ à? Luôn cũng được. Bây giờ như này nhá. Tôi lại không có tiền mặt. Tôi phải đi ra ngoài kia rút tiền rồi đưa về đây cho bà. Thế thì cứ đợi món ăn ra rồi bà cứ ngồi đây ăn chờ tôi được không? Thế nhá, tí tôi quay lại một tí thôi. Nhanh nhá. Cứ ngồi đấy ăn nhá. Luôn, nhanh nhá. Rồi. 2,000 years later. Sao lại khóa máy rồi? Ly, lấy đây cho xem cái này hay cực. Đi lại đây. Đây. Đẹp không? Ừ, mới à. Ừ, đẹp không? Đẹp thế, đặt đâu đấy? Người ta phải đặt hơn một tuần hàng mới về đấy. Hàng ngoại đấy, hơi bị xịn sò luôn. Ôi, đẹp này, đeo vào tay mình chắc đẹp lắm đấy. Ừ, đã thử đi. Mà Linh này, hôm qua ấy, tôi lại vừa đặt cái túi với cái giày. Nhưng mà lại vừa lấy cái đồng hồ này hết tiền rồi. Bà có tiền không cho tôi vay ít đi. Thế muốn vay bao nhiêu? Bao nhiêu cũng được, thì bà có bấy nhiêu cho tôi vay thôi. Càng nhiều càng tốt. Tôi sắm luôn đồ Tết. Có lương tôi sẽ trả luôn mà. Nhớ là có lương phải trả ngay đấy nhá. Có lương trả luôn. Trang à. Bà có biết là ngày hôm qua tôi ngồi ngoài quán đợi bà mãi không ạ? Tôi tính là đến cái Linh vay tiền đưa cho bà. Bà định cho Trang vay tiền, thế còn tiền trả tôi thì sao? Ô, thế thằng Quân hôm trước vay tiền tôi chả bảo nó trả cái tiền đấy sang cho bà rồi còn gì nữa. Tiền nào? Nó còn đang nợ tiền tôi đây này. Ôi, thế á? Hôm nọ nó cũng vừa vay tiền tôi cơ, vẫn chưa trả. Ô, cái thằng này nó vay hết mọi người ở cơ quan à? Thôi chết rồi, thằng này làm ăn như này là không được. Mình phải đi báo cáo ngay với sếp thôi. Đi luôn đi. Anh đây rồi, ra đây, Bình tĩnh. Thì ra là thằng thằng đấy. Anh còn định vay cả tiền sếp, thế bao giờ định trả đây? Không phải. Lại ăn chơi vay nợ gì? Không phải. Phút ngày lo cờ bạc các thứ thôi. Bây giờ tính bao giờ trả tiền? Anh đang có việc mấy hôm nữa, anh có anh gửi. Mấy hôm nữa là bao giờ? Anh mà không trả nhá, tôi báo cáo sếp đuổi việc anh đấy. Ok, thì anh vay thì anh trả, nhưng mà này, anh đang có việc, anh cần, anh đã nói rõ rồi là mấy hôm nữa anh có thì anh trả. Em không biết, bây giờ anh phải trả tiền đây. Trả đây. Nợ tiền lý do gì đó, anh vừa bao nhiêu lần rồi, anh vừa vay thế à? Đây. Định phá phòng tôi đấy à? Sếp nói giúp em một câu, mấy bạn có chuyện gì? Sếp định cho anh còn vay tiền à? Sếp định cho cậu ấy vay. Anh ấy vay tiền từng người một trong nhà hát, bây giờ không định trả. Lấy tiền đi cờ bạc, ăn chơi các thứ. Bây giờ không định trả đâu, còn định trốn tránh bọn em đây này. Sếp xem hết xử như nào đi ạ? Bình tĩnh, khổ quá. Chuyện nó không phải như thế. Cậu Quân này, thế tôi nhờ cậu đi vay tiền là hóa ra cậu đi vay của mọi người à? Ơi, thế có chết công một chuyện này. Ở đây. Trở vào nhẹ nhõm rồi. Đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng thì tiền nó về. Thế nào ạ? Chuyện là thế này. Thế buổi diễn hôm trước ý, thì bên hợp đồng người ta chưa chuyển tiền cho tôi. Thế cho nên là bây giờ tôi mới phải nhờ cậu Quân đi tìm chỗ nào có tiền
thì vay của tôi để tôi trả cho mọi người, sợ mọi người sốt ruột. Thế ai ngờ cậu lại đi vay của từng người một thế này. Đi chưa? Đi rồi. Ai chơi bời gì? Cô bác gì? Được rồi. Làm việc cùng nhau mà không tin tưởng nhau xem ạ. Thôi được rồi. Cậu giả tiền cho mọi người đi, xong tôi bắn sang. Nào, giả đi, cậu mang tiếng trước đi rồi. Đi chưa? Em sợ. Ôi, hiểu nhầm thôi mà, có gì đâu. Ôi mà, cô